Hello anh em, bữa nay là ngày 30 tháng 4 ngày giải phóng hết toàn bộ xe của tôi nè. Đáng lẽ bữa nay là đi chơi lễ nha anh em, nhưng mà mình phải kẹt hai bạn này, bạn CBR250 này với lại bạn Z3, cho nên mình phải ở lại mình giao xe cho mấy anh em, xong rồi 1 tháng 5 mà mình mới đi bù. Đó, thì bây giờ đây là con xe Z300 ha. Thì ở đây đó là mình nói chung là mỗi anh em tới đây mua xe đều có một cái món quà nhẹ nhẹ đó, thì anh em coi kênh mình là biết rồi đó, nó kết nối anh em thôi đó, với lại dụ anh em mua xe á đó. Đó, ok, thì con này thì bây giờ mình sẽ vô cho nó, tại vì mình sẽ tự tay vô luôn nha anh em. Mình sẽ vô cho nó hai bình nhớt này cho anh em đi cho nó mới, nó ngon lành. Thì cái ốc nhớt của con này á, khi mà anh em mở ốc á thì con ốc nó nằm đây nè đó anh em. Thì nhiều clip rồi mình chỉ anh em rồi, anh em ở nhà vẫn có thể tự thay. Thì anh dùng chìa khóa 17 nha anh em, đó chìa khóa 17 anh em có thể dặn được rồi. Ok anh em, chìa khóa 17 là anh em hay dặn được, nhưng mà anh em hạn chế dùng cái cây này nha, nó rất là dễ bị tuôn ốc nếu như mà với những con ốc mà lâu năm không thay nhớt đó. Bên mình thì có một cái cây mà mình hay quay cho anh em á đó. Đó, nó nói chung là chiếc xe nào mà ấy là mình mới thay á. Đó, cái dung tích nhớt của con Z300 này á là 2 lít, khi không thay lọc nhớt. Anh em thay lọc nhớt thì sẽ hai xị, thêm 2 xị 3 xị nhớt nữa cho vô cái lọc nữa. Đó, vô nhớt mới, anh em đi cho nó mới. Mặc dù xe cũ nhưng mà mình có gì cũng phải có gì gọi là mới mới đúng không? Mình về mình sẽ nói là ừ xe đâu mới á, không hỏi gì mới, nhớt mới. Nhớt này nhìn giống dầu ăn ghê luôn anh em. Mình phá cái lỗ nó hơi nhỏ nên nó chạy hơi bị chậm, nó rỉ hơi bị chậm. Nếu như anh em phá cái lỗ mà nó bự thì nó sẽ ra nhiều nước. Quên, nó ra nhiều nhớt. Nói chung một điều á, mình quay clip mình hay thay nhớt cho anh em á là để dặn anh em là trong đầu khi anh em xem kênh của mình, dặn anh em trong cái đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ là bảo trì xe, bảo trì xe, bảo trì xe. Đó, vậy đó. Thì có bảo trì xe thì xe mình nó sẽ đi được êm ái hơn, ok hơn, mượt mà hơn, đỡ phải đẩy bộ. Bây giờ rút kinh nghiệm, cái bình đầu bình sau mình sẽ chọn cái lỗ bự hơn. Đó, mình có kinh nghiệm bóc tem rồi anh em. Có kinh nghiệm mà lần đầu lần sau. Thì cái dòng mình đang thay đây chỉ có 270.000 thôi nha anh em. Thì hai bình là 5 xị thì anh em sẽ đi được tầm 1.500 cây. Rồi ok anh em, vậy là xong ha. Mình sẽ bàn giao xe lại cho em trai ở Cần Giờ. Ok. Ô, vô mình đề cái nhẹ đi. Đề cái nhẹ, đề lên, đề xe lên. Ừ, bàn giao xe. Để cái nhẹ cây này lên AK nha anh em. Đó. Đó. Cho nó ma nhớt nó bơm lên, nãy mình mới thay nhớt á. Nhớt nó bơm lên. Rồi, nạt cái nhẹ. Ok ok. Cái này mà ra công an giao thông thích lắm. Thấy em chạy ngang qua là thấy tiền tiền tiền. Ok rồi đúng không? Rồi giờ anh em về luôn đúng không? Chưa lấy cờ vạt mà. Rồi ok anh em. Bujin thì vài bữa lên ký giấy mình lấy Bujin về. Ừ, vài bữa lên ký giấy lấy Bujin về, sẵn bữa lên ký giấy thì mình đi xe tay ga được rồi. Lên tay ga mình chở cái Bujin về thôi, chừng nào rảnh á. Combo này lon dài thì âm thanh nó không đến nỗi nào đâu, không mang ít người ta ít bắt lắm. Nó hiền mà, chừng nào lên bô dữ tợn lắm đó. Chờ ráp cái biển số mới vô đó. Ráp biển số mới vô rồi đi về, chứ giờ về sao về. Đó thì cái
Con Z3 này nó dễ chơi, dễ bảo trì, bảo dưỡng. Nói chung đó một lần thì nó uống nhớt là 2 bình đó anh em. Còn tiêu hao nhiên liệu nó sẽ tầm 25 cây, 27 cây tùy theo cách mình chạy và tùy chiếc xe nữa anh em. Đó, mỗi chiếc xe thì nó tiêu hao nhiên liệu cỡ đó. Thì con này thì đầy đủ đồ chơi cơ bản như chắn gió, chống đổ, bô độ. Rồi giá đỡ điện thoại nè. Những anh em nào mà đam mê xem phim, anh em có thể treo điện thoại ở đây coi phim. Đó. Giỡn thôi. Chứ cái này là chỉ để là cái này á, người ta sản xuất ra nha anh em, là không phải để mình vừa chạy mình coi Google Maps nha anh em. Nếu như mà anh em vừa chạy á, vừa coi Google Maps là anh em đã phạm luật là sử dụng điện thoại khi đang lưu thông. Nói chung anh em được phép gác điện thoại lên đây. Tại sao nó có những cái này? Tại vì khi mình chạy mô tô á, mình bọc cái điện thoại vô túi á, nó sẽ rất là cấm. Cho nên anh em có thể gác cái điện thoại lên đây để anh em chạy, nhưng mà anh em không có được phép sử dụng nó khi mà đang chạy xe, rất là nguy hiểm cho người tham gia lưu thông. Nói chung là giao thông người ta sẽ bắt anh em với tội sử dụng điện thoại. Nhưng mà khi anh em treo lên đây mà anh em không sử dụng, để mục đích là để treo cái điện thoại, tại vì cái mô tô của mình mà chạy, khi mà mình chạy người không, mình bọc vô túi á, nó sẽ có rất là cấm, khi bọc ôm sẽ cấm. Cho nên anh em có được quyền để cái điện thoại lên đây đó, thì anh em không sử dụng là không bị sao hết đó. Chừng nào anh em sử dụng thì người ta sẽ bắt vào luật là sử dụng điện thoại, hình như là sẽ phạt hình như 800.000 thôi á. 800.000 rồi, ok anh em. Rồi thì hồi nãy giao con này rồi, tiếp tục giao con này mà chủ xe đang đứng phía sau máy quay anh em. Chủ xe đang coi giống như là chủ xe là đạo diễn vậy đó. Đó. Thì bây giờ phải xuống cái Bojin, em nói thì sao? Chủ xe nói là về mất công ba la đúng không? Nè cho anh em nghe tiếng bô, cây này là lên cây Yoshi. Tại mình tháo kính cận ra mình không nghe, không có thấy đường. Ok, Yoshi. Cái này có tiêu nha anh em, cây này đã có tiêu rồi. À. Rồi thì bây giờ mình vô theo Bojin, theo yêu cầu của chủ xe sợ ba la. Rồi ok anh em, và bắt đầu ráp bô vô đi Ali Kuthi. Thì như thường lệ cũ, chủ xe này á, là đại gia ngầm, chơi luôn hai bình Motul luôn, gần 1 triệu luôn á anh em. Đó là thay vô xe rồi thay nước mát luôn. Chủ xe chơi luôn, chủ xe nói là bây giờ không biết chủ trước đi bao nhiêu thay luôn, sau này mình dễ mình canh. Đó, chơi lớn luôn cho nó ngon. Rồi thôi ha, mình cũng kết thúc clip ở đây luôn. Và chắc chắn là clip này mình sẽ ra rất là lâu, tại vì hôm nay là lễ, mình không có bận quá, không có kịp edit clip. Đó, thì chúc anh em nhiều sức khỏe nè. Đó, ngày xem kênh là ngày càng làm ăn thuận lợi, để có tiền mình mua xe. Vậy ha, ok, cảm ơn anh em. Anh em nhớ like và đăng ký kênh của Minh Biker ha. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là nhiều năng lượng.